Như vậy trước tiên thì chúng ta cũng file new một trang mới với cái kích thước bằng với lại cái file final, bằng với lại cái file final này, rồi nhấn OK là được nha. Lập tức chúng ta sẽ có cái hai file này bằng nhau mặt kích thước. Hoặc là như trước thầy nói, cách thứ hai nữa chúng ta cứ image image size, chúng ta đo cái kích thước hiện tại là bao nhiêu cm. Ví dụ như là chúng ta chẳng 28 20 8 20 72 thì chúng ta cũng có thể là file new một trang mới, rồi mình nhập cái số 28 20 72 vào đây cũng được. Đó, là nó ấn OK thì nó cũng ra cái file tương tự như vậy. Rồi, thì bây giờ trước tiên chúng ta làm cái nền trước. Hiện tại cái nền của nó có 3 màu, là tạm thời mình bỏ, mình ẩn cái màu xanh đi. Mình sẽ lấy màu trắng ở giữa và hai bên này là hai cái màu hơi đỏ ha. Đỏ này thì chúng ta sẽ hút màu nè. Chúng ta hút màu thì bây giờ hút hút cái màu đỏ trên cao nè. Hút màu đỏ trên cao nè. Đó, những OK nè. Thì cái màu đỏ bầm này nó nhảy vào đây ha. Ở dưới này tương tự như vậy thôi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ tô màu chuẩn sắc vô cái background này luôn. Vô cái background này luôn thì chúng ta sử dụng công cụ tô màu chuẩn sắc là gradient. Gradient. Và nếu mà chúng ta giữ nguyên cái chế độ này á thì nó chỉ có một màu, nó có hai màu thôi. Chúng ta bấm vào cái bảng màu này, bấm vào cái bảng màu này thì nó có như thế này đúng không? Chúng ta mới thêm một cái nốt màu nữa, hay là kéo này vô giữa nè, kéo này vô giữa nè, rồi chấm thêm một cái nốt mới, chấm thêm một nốt mới. Đó, có nghĩa là thành thành ba ba nốt màu. Thì cái nốt màu bên này nè thì nó chính là cái màu màu của foreground á. Chúng ta xổ xuống cho ta sử dụng màu foreground ở đây nè. Thầy nói lại nè, hiện tại là ở đây là nó có cái màu đỏ bầm rồi đúng không? Chúng ta chấm cái nốt này nè, hút cái màu của foreground vô luôn đó, xổ cái mũi tên xuống này, chọn foreground này đó, thì nó mang cái màu luôn đó. Như vậy là đỏ, đỏ trắng và đỏ đó, nhấn OK là được đó. Chúng ta có màu thành công rồi. Sau đó chúng ta sẽ tô lên đây, chúng ta dùng chuột ta quét cái đường chéo đó, thì nó sẽ có màu là đỏ trắng đỏ. Rồi sau đó chúng ta có thể chỉnh lại cái trắng nó ít lại, trắng ít lại và đỏ nhiều hơn, thì chúng ta undo lại và chúng ta bấm vô cái bảng màu này, chúng ta sửa. Thì ở đây á, chúng ta có thể là mình sẽ chấm thêm một cái chỗ mấy cái nốt màu, nó có thêm cái nút ở giữa nè đó, mình kéo sang bên phải gần cái nút màu trắng thì có nghĩa là màu trắng nó bớt lại và tăng cái đỏ nhiều hơn đó. Đó, như vậy nè, trắng nó còn một phần, một lượng nhỏ ở giữa thôi. Đó, OK rồi, chúng ta tô lại nè. Đó, thì có vẻ như là cái màu trắng nó sẽ ít lại. Ha, trắng ít lại. Nhưng mà khi đó nó nghiêng, cái chiều nghiêng có thể không đúng ý chúng ta. Thì chúng ta có thể mình tô, mình nghiêng cái vị trí khác nữa xem. Đó, nè, ha. Đó, nghiêng vị trí khác thì nó sẽ nghiêng chiều này. Do mình chọn vị trí thôi cho nên đúng, đúng thôi. Đó, thì như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ có đúng ba cái màu phối như yêu cầu, như mong muốn của chúng ta. Rồi bạn Thanh Vân mới vô, Thanh Vân mới vô ha. OK rồi, trắng Thu Huyền nha. Thu Huyền này chưa à? Thu Huyền cũng xin trắng một buổi. OK rồi, hôm nay bắn Thu Huyền với Tấn Lợi có xin phép à, rồi OK. Rồi, như vậy cái nền là xong. Rồi, kế tiếp thì chúng ta sẽ mang các món đồ qua. Mang các món đồ qua, ví dụ như là mang nho nè, táo nè, táo xanh, rồi trái bom nè, trái bom hay là trái táo đỏ đó nha. Rồi cà rốt, rồi bơ và chuối nha. Chúng ta mang hết qua. Hết qua, thì chúng ta phải vận dụng tất cả những kỹ thuật chúng ta đã học, chúng ta chọn nhanh. Ví dụ đối với cái trái, mấy trái táo xanh này nè, chúng ta dùng công cụ hình chữ nhật Rectangular Marker Tool. Nhưng mà để chọn chính xác nữa đó, chúng ta nên dùng pen đó. Chúng ta đang học pen mà, dùng pen chúng ta chọn số 1 tại đây đó, chúng ta bọc vào đây à. Trong quá trình vẽ nhấn Spacebar để dời, có thể di chuyển cái nốt này nếu mình chấm sai. Rồi cho nó sẽ lượn qua đây. Nếu mà nó qua bên đây đi một lần luôn thì càng tốt.
hết như vậy luôn thì được thì càng tốt. Đó, chúng ta những mỗi lần sửa tiếp tuyến là nhớ nhấn Alt, nhấn Alt để sửa tiếp tuyến nha, để mình có thể giờ cái tiếp tuyến là đi đúng ý muốn của chúng ta. Rồi cái này nằm ở đây, cung nó sẽ lượn tới đây. Sau đó rồi nhấn Alt để mình sửa thứ tiếng xuống, rồi sau đó nhấn Alt tiếp sửa, nói chung sửa mấy cái này cho nó bám đều những cái đối tượng này nè. Đó, rồi cái này chúng ta cũng vẽ ra mà nó vòng lên đây, nếu mà vòng lên luôn thì quá tuyệt, nhưng mà sợ xa quá nó không có đủ sức, nó đi vươn vươn tới đây ha, cái tay vươn tới đây thôi, tới đây thôi. Đó, rồi chúng ta sửa thứ tiếng cho nó nè. Ok chưa? Đó, gần như là chính xác nè. Rồi, cái này cuối cùng nó trở về điểm kết thúc. Rồi, đó, như vậy chúng ta thấy là thầy đã làm xong được. Sau khi làm xong rồi, chúng ta sẽ nhấn phím Ctrl Enter. Ctrl Enter để biến cái đường path này nè, thành vùng chọn. Đó, thành vùng chọn. Thành vùng chọn rồi thì chúng ta sẽ Ctrl C. Ctrl C là copy. Và chúng ta sẽ thả vào bài của mình đang làm. Dán vào đây. Đó, chúng ta thấy là khi mà mang qua xong đó, thì cái táo rất là đường, mấy cái đường này nó sẽ rất là sắc nét, rất là sắc nét. Nên chúng ta chọn là phương pháp là cắt ngang với cell á, cái bè nó cắt ngang với cell, nó qua bên đây rất là gọn. Ngoài ra chúng ta có thể khử thêm một số màu trắng bên đây, thì cái cách khử nó giống như khử cái cô gái những buổi đầu tiên chúng ta học á. Nhấn Ctrl click vô cái biểu tượng laser này lại thì nó tái hiện vùng chọn nè, select modify contract là trừ đi, ví dụ trừ đi 1 pixel. Ok, thì vùng chọn nó sẽ nhảy vô bên trong nè. Rồi select inverse là đảo ngược ra ngoài, rồi người ta delete là xóa thôi, nó khử bớt cái màu trắng đi cho nó đẹp hơn đó. Ok ha, rất là gọn gàng. Rồi như vậy thầy chọn xong cái táo này. Rồi tương tự như vậy thì xong cái táo rồi, chúng ta Ctrl D hãy chọn nè, Ctrl D hãy chọn, chúng ta chọn ví dụ cho shaper đó, và này chúng ta luyện cái dùng pen, chúng ta chọn dùng pen. Rồi, số 1 tên đây, số 2 thì nó lượn qua bên đây. Đó, rồi những an sửa thức tiến xuống, rồi ở đây nó sẽ lượn xuống đây, nó lượn xuống đây, nó sửa thức tiến xuống, mỗi lần sửa là những an để sửa thức tiến. Rồi cái này nó sẽ vòng qua đây. Rồi cái này chúng ta nhìn kỹ chút xíu ha, nó sẽ lượn nhiều nhiều lần nè, đầu tiên là nó vòng qua đây trước, rồi nó lượn qua đây sau, nó lượn qua đây nè, rồi nhấn qua đây, rồi nó vòng qua đây, rồi sau khi làm xong á, chúng ta cứ muốn sửa tiếp tuyến á, chúng ta sẽ bấm vô cái nút là chuột trắng á, Direct Selection Tool này nè, chúng ta chấm vô cái nốt này nè thì nó có tiếp tuyến lại, rồi chúng ta mới chỉnh tiếp tuyến nó lại. Nếu mà thấy chưa có khớp á thì chúng ta có thể điều chỉnh lại lần nữa cho nó phù hợp hơn. Rồi đúng hết rồi thì chúng ta Ctrl Enter để biến thành cái vùng chọn, sau đó Ctrl C rồi mình qua bài của chúng ta, Ctrl V dán qua đây đó, thì chúng ta sẽ có một cái đấy paper như thế này đó. Cũng gần được rồi, nói chung là cũng gần chính xác rồi. À, muốn khử chút xíu màu trắng nữa đó, nhấn Ctrl click vào biểu tượng laser để nó tái hiện vùng chọn. Rồi select modify contract là trừ đi 1 pixel. Sau đó select inverse là đảo ngược ra ngoài, rồi xóa, delete là xóa, thì nó sẽ xóa bớt màu trắng đi. Đó thì rất là gọn gàng. Thì ưu điểm của pen á là chọn rất là chính xác. Chọn rất là chính xác và nó khi mà nó cắt qua những cái đường chỗ này nè, chúng ta thấy là nhấp nhô pixel không? Nếu mà chúng ta dùng công cụ magic wand để mà nó đảo màu á thì nó rất dễ bị tình trạng như mắc mô, màu nó sẽ mắc mô ở đây. Còn nếu dùng pen á, mình đi mình vẽ bằng pen á thì nó sẽ cắt ngang qua, nó cắt ngang như thế này nè đó, thì cái đường chúng ta nó đi nó sắc nét hơn, nó cắt ngang luôn ha. Còn màu thì nó sẽ chọn lấn về lấn vô á, thì nó sẽ không có chính xác, màu sẽ không có đẹp ha. Thì đó là cái lợi thế của pen, nhưng mà cái nhược điểm của nó là chọn hơi lâu và đồng thời là khó nữa. Rồi cái này cũng tương tự như vậy nè, chúng ta dùng pen, chúng ta chọn tập dùng P
Ben ha. Xuất phát ở đây. Xuất phát ở đây ha. Chúng ta sẽ lượn vào đây. Rồi đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi xa chút xíu. Nó vòng tới đây luôn. Vòng một lần tới đây luôn. Rồi nếu mà sai thì chúng ta sửa xuống. Dỡ lên, chung mình ta đã cương chỉnh hai bên để cho nó bám đều. Nếu chỉnh hai bên hoài á, chỉnh hoài á mà không, cũng không đúng á, thì có nghĩa là cái điểm đó, nó có nghĩa là cái đường đi của nó là chưa đủ điểm, thiếu điểm. Có nghĩa là bên này nó bám sát rồi, bên này nó bám sát rồi mà ở giữa này chỉnh hoài cũng không lên được. Có nghĩa là thiếu một điểm nữa, thì chúng ta sẽ dùng thêm công cụ là thêm điểm, là Add Anchor Point Tool, là thêm notch. Chúng ta chấm được một notch, chỉ thêm một notch nữa, chúng ta dỡ lên đó, khi đó thì nó mới đủ sức để mà nó bám đều hai hướng. Nếu mà chúng ta chỉnh hoài mà nó vẫn không đúng thì có nghĩa là nó một là thiếu điểm ha, hai là dư điểm đó, ha, thêm một nốt nữa thì nó mới đúng đó. Nhưng mà mong muốn chúng ta là càng ít điểm càng tốt, mong muốn là càng ít điểm càng tốt, muốn là đi một vèo tới đây luôn thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà đôi lúc không thể, nó sẽ bị chọn, nó bị thiếu thì mình sẽ phải, chúng ta phải thêm nốt thôi ha. Rồi tới đây rồi đúng không, thì nó sẽ lượn tiếp bên đây, bend tiếp, rồi nó sẽ tới đây, tới đây là nó lượn vào bên đây, nó lượn vô đường này, chạy ra, rồi nó sẽ vòng qua tới đây, nó sẽ vòng vô trong đây. Mong muốn là ít điểm càng tốt, thì nó sẽ chính xác. Nhưng mà không phải lúc nào cũng được, thì chúng ta phải cân chỉnh, cân bằng lại với nhau. Sau đó nó qua bên đây. Rồi sau đó qua tới đây. Nếu mà ai kỹ thì có thể làm nhỏ hơn, những bước nhỏ hơn để chính xác hơn. Đó, quay lại xuất phát. Rồi Ctrl Enter biến thành vùng chọn, biến thành vùng chọn. Rồi Ctrl C và mọi chúng ta Ctrl V dán qua bên đây, dán qua bên đây. Rồi thì nó bị dính một số màu trắng á, thì chúng ta nhấn Ctrl vào đây nè, sau đó chúng ta trừ vô Select Modify Contrast, trừ đi một pixel ha. Sau đó Select Inverse là đảo ngược vùng chọn, rồi ta xóa đi. À, thì nó sẽ bị ẩn đi, đó nó xóa bớt màu trắng đi, à, được ba món rồi nha. Rồi bây giờ kế tiếp là cái này, thực ra nếu mà cái này á, thì chúng ta cũng không cần dùng pen làm gì. Đối với cái bài này thì nó độ phân giải rất là thấp, cho nên chúng ta dùng công cụ là polygon mesh tool, chúng ta bọc cái hình này trước, đó. Sau đó dùng matrix quan, dùng công cụ matrix quan trừ đi, bấm vô thì nó trừ màu trắng đi, nó loại màu trắng ra, thì nó còn lại rác củ cà rốt. Thì đối với hình này thì làm được, bởi vì cái độ chính xác nó không cao. Chúng ta dùng pen vậy cũng không được, tại vì góc mô nó quá nhiều, à, nó không gì nó bám vô hết, nhưng mà nên trừ trực tiếp luôn, dùng công cụ này trừ luôn. Thế ai kỹ thì trừ bên trong thêm, trong này. Rồi như vậy là thầy sẽ chọn xong cái củ cà rốt. Rồi Ctrl C, rồi quay qua đây, Ctrl V dán qua đây, chúng ta sẽ có cái cà rốt như thế này. Rồi ai kỹ thì có thể tiếp tục dùng matrix quan, chúng ta chọn những cái màu trắng trong đây này, chúng ta xóa thêm, delete xóa trực tiếp luôn cũng được, nhưng mà cũng nhỏ thôi, cái này cũng trình nhỏ. Đó, như vậy thì chọn xong phần cà rốt rồi, cái
tiếp thì tía nho. Tía nho này thì chúng ta cũng cái này dùng pen đi, dùng pen cho ta luyện pen cho nó giỏi nè. Dùng pen số 1 tới đây nè, số 2 tới đây, rồi số 3 luyện qua đây. Mỗi lần sửa thước tuyến đó là những amps để sửa. Đó, ai vẽ bài này là giỏi bên luôn, chứ còn làm bài này thật là xuất sắc, là bên chúng ta nắm vững luôn. Rồi sau đó Ctrl Enter biến thành vùng chọn, rồi Ctrl C và mà chúng ta Ctrl V mang qua đây đó, rất kỹ thuật ha, đó chính xác trong 100 luôn nè. Và cuối cùng nữa là trái táo, trái táo. Rồi trái táo này tương tự như vậy, dùng của pen tool. Rồi chúng ta xuất phát ở đây, nó lượn xuống đây, lần đầu thì cơ thể chưa chính xác liền được liền, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ sửa lại sau. Cho nó bọc trước đi, tới đây nó bọc từ đây hết tới đây luôn thì quá tuyệt, quá tuyệt. Rồi, cứ bọc đi rồi xong rồi chúng ta quay về cái sửa sau. Sau đó dùng chuột trắng chấm vào mấy cái nốt này nè, cho thêm chút tuyến vào cho nó.
ta hình dung không? Đó, chọn xong. Rồi, Ctrl Enter biến thành vùng chọn. Rồi, Ctrl C. Rồi, bên đây, Ctrl V. Đó, rồi, xong hết rồi, mới đóng này lại. No. Rồi, như vậy chúng ta đã mang tất cả những món đồ qua xong. Rất là vất vả đó, không đơn giản đâu. Rồi, chúng ta sắp xếp ví dụ trí chuối nè bên đây ha. Ctrl T thu nhỏ lại nè. Enter. Xong rồi, trái táo xanh. Rồi, Ctrl T nè, thu nhỏ lại. Đó, chọn không hề đơn giản nha. Cái này là dùng công cụ pen để chọn, chứ không phải là mình chọn đại được. Chỉ có dùng pen hết sức kỹ thuật mới chọn hết được. Rồi, chúng ta dưới đây, Ctrl T. Rồi, nho bên cạnh, nho ở trên. Ctrl T, thu nhỏ một chút xíu. Đó, về cơ bản thì đã mang xong tất cả những món đồ lắp vào đây như vậy thành công. Rồi xin mời lúc mình tiến hành làm hình như vậy nha, làm cái nền và mang tất cả những món đồ qua, dùng công cụ pen để chọn thì hình chúng ta rất là sắc nét, những cái cạnh biên của nó chọn rất là trơn tru. Rồi ok, thầy sẽ lưu phim lại xin